Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với báo giá về những mẫu xe hiện đang có sẵn tại cửa hàng em ngay lúc này, quý anh chị và các bạn nhé. Thì đầu tiên nhỉ, chúng ta sẽ bắt đầu từ từ bên này này. Chúng ta có Toyota Land Cruiser sản xuất 2013 đã up form lên 2016 rồi. Chiếc xe này thì bây giờ giá đang rất là hợp lý để trải nghiệm tại Car Center, chỉ có 1 tỷ bao nhiêu nhỉ? 799 triệu đồng mà thôi quý anh chị và các bạn nhé. Xe đã lên nội thất 4 chỗ rất là đẹp luôn, form mới rồi. Màu vàng cát. Đấy. Chiếc xe bên dưới thì là cũng của nhà Toyota nhưng mà là Toyota Fortuner. Phiên bản là máy xăng 2 cầu sản xuất 2017, model mới. Chiếc xe này thì đang được chào bán với mức giá hiện tại là 699 triệu đồng quý anh chị và các bạn nhé. Xe lăn bánh được 10 vạn km. Đấy, bảo dưỡng đầy đủ trong hãng. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Ford Everest sản xuất 2019 phiên bản full 2 cầu titanium đang được chào bán với mức giá là 909 triệu đồng. Có gia lộc thêm cho quý anh chị cũng như là các bạn. Bên trên chiếc xe này chúng ta có một chiếc Audi TT với năm sản xuất là 2008. Chiếc xe này thì bây giờ hai cửa mui trần và có mui điện, bây giờ chỉ có 690 triệu để trải nghiệm thôi quý anh chị và các bạn nhé. Một mẫu xe khá là hay. Bên cạnh chiếc xe này thì là GLC 200 4MATIC sản xuất 2021 đang được chào bán với mức giá là 1 tỷ 580 triệu đồng. Đó, 200 4MATIC 2021, 1 tỷ 580 triệu đồng. Chiếc Lexus ES bên cạnh thì bên em đã nhận cọc rồi, có gì em sẽ thông báo lại sau cho quý anh chị và các bạn nhé. Rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc, rất là xịn mịn luôn. Bên dưới thì đây chúng ta có GLC 200 sản xuất 2022, GLC 200 thường quý anh chị và các bạn nhé. Lăn bánh được 3 vạn km, màu đen kem. Giá đang được chào bán tại Car Center là 1 tỷ 499 triệu đồng, có bớt lọc thêm cho quý anh chị và các bạn. Bên cạnh chiếc xe này thì ở phân khúc hơn 1 tỷ 6, có thể là 1 tỷ 639 triệu đồng, bên em có E300 sản xuất 2020, lăn bánh được hơn 3 vạn km, 1 tỷ 639 triệu đồng, màu trắng nội thất đen. Bên dưới chúng ta có GLC 300 2018, lăn bánh chỉ có vỏn vẹn hơn 6 vạn km mà thôi. Giá đang được chào bán tại Car Center là 1 tỷ 169 triệu đồng. Bên cạnh chiếc xe này chỉ hơn 800 triệu, chúng ta có Kia Sorento phiên bản máy dầu Luxury sản xuất 2021, 865 triệu đồng, cũng lăn bánh hơn 3 vạn km quý anh chị và các bạn nhé. Trên tầng thì chúng ta còn một vài mẫu xe nữa, chúng ta sẽ xem nốt nào. Chúng ta có CX5 2.5 sản xuất 2019 675 triệu đồng. Ở phân khúc hơn 600 cùng tầm giá chúng ta có cũng gầm cao 5 chỗ Peugeot 2008 GT Line sản xuất 2022 695 triệu đồng. Kia Rondo sản xuất 2019. Quý anh chị và các bạn nhé, bây giờ là hơn sản xuất 2019 bây giờ là hơn 400 triệu thôi. Và chúng ta có Camry phiên bản 2.5Q với năm sản xuất là 2019, lăn bánh được 5 vạn km, hiện đang được chào bán với cái mức giá rất là hấp dẫn, chỉ có 899 triệu đồng, có bớt lọc thêm cho quý anh chị và các bạn. Toàn bộ các mẫu xe bên em đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng lên đến tối đa là 70% giá trị xe, cũng như là cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra. Đấy, nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.